Thưa thầy cho con hỏi, có khóa tu xuất gia gieo duyên cho người lớn tuổi mắc bệnh nền như ba con được không? Thứ nhất là sư cần biết là bệnh gì, đang sử dụng các loại thuốc gì, và có thể có đủ điều kiện để theo chọn khóa hay là không. Bởi vì khi xuất gia gieo duyên thì cần phải dậy sớm nè, cần phải theo thời khóa nè, rồi cần phải giữ giới, tức là không ăn chiều nè. Thì có một số trường hợp, một số bệnh thì sẽ không đáp ứng được yêu cầu về sức khỏe. Hơn nữa, trong khóa tu cũng không có bác sĩ chuyên trách về sức khỏe. Thành ra là quý vị phải tính là lỡ nếu có mệnh hệ nào thì ai sẽ là người chịu trách nhiệm. Đừng đổ vấn đề đó cho các sư. Tại vì thí dụ như quý vị khó tưởng tượng được trường hợp này đã xảy ra rồi, là giấu bệnh nha, giấu bệnh đi vô tu, tu xong rồi đó, tới chừng cuối khóa là đi cấp cứu. Thì khi cấp cứu như vậy, gọi người nhà vào thì người nhà khóc từ ngoài cổng, nói trời đất ơi, lúc đi lành lặn mà lúc về nó như thế này. Quý vị có hiểu là lúc đó là ban tổ chức bị động như thế nào không? Rồi đó là chưa kể là vô thì có khi là họ còn nói trời ơi, vô nó nhắn tin, nó nói là ở trong đây không có vui, nó muốn về mà trời ơi không ngờ bây giờ con tôi nó như thế này, con ơi là con. Thì lúc đó là nó lớn chuyện. Cho nên là các sư phải tính hết tất cả các trường hợp. Cho nên là sư không thể nói được, không thể hứa được, và sư phải coi trường hợp cụ thể là như thế nào, rồi có quyết định là có nhận hay là không. Chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.